Rồi có bán cái đồ nào mà big size hả, over size cho anh bận không? Dạ không. Có đồ nào cho anh không? Dạ không, bán đồ đủ không à. Quay em ngoài em phải tặng anh cái áo không, cái quần. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của Bành Giá. Trưa nay mình lại có mặt ở trên đường Phạm Nhân Chí thuộc phường 4 quận 6 đó các bạn, để quay một số hình ảnh về những cô gái xinh đẹp bán mì bún mì xào cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem, các bạn nhấn vào chữ đăng ký rồi nhấn vào hình cái chuông để đăng ký kênh ủng hộ mình và đón xem những video tiếp theo nha các bạn. Địa chỉ là ở đây là số 254 Phạm Nhân Chí thuộc phường 4 quận 6 nha các bạn. Chào Lê Trân nha. Chào em. Ở đầu giờ thì Lê Trân đứng bán nha các bạn. Hôm nay bán những món đồ mặn, bún mì xào, bánh bột, xơ mặn, bánh tích trần, chả giò cho các bạn. Đầu giờ nhưng mà hiện giờ trời đang rất rất mưa các bạn ơi. Trời chuyển mưa ui và đã rất rất mưa rồi. Cho ông hai bình nước mắm đi. Thôi một bình thôi. Dạ chậm cái xíu nó dán quen cái đồ. Không có một chiếc xe luôn. Hôm qua dán à? Dạ hôm qua dọn ra mà buồn thôi. Dạ, không có nào mà bán được. Bán cũng được con. Dán cho mà tao buồn lại mà mua. Theo cô tiết lộ thì ngày hôm qua là ngày giỗ tổ vua Hùng. Thì đường hơi vắng nhưng mà bán cũng được các bạn. Chậm hơn mọi bữa một chút. Buồn quá nên là tối ăn lẩu luôn. Tối lẩu gì? Ăn lẩu thái. Tưởng lấy mấy này trộn lại làm lẩu ăn. Ta bán hết chứ bộ. Cái nhà ráp vô ăn cho hết luôn rồi. Hôm qua đi đám giỗ. Ở nhà nấu à, mẹ nấu không à? Nghỉ ngơi đi, nấu hoài chứ ra ngoài ăn vô khỏe. Lẩu ngon, mẹ nấu lẩu ngon không? Siêu ngon, giờ kêu múc mà nấu lẩu bán luôn. Hả Lệ Tú? Kêu mẹ nấu lẩu bán luôn đi. Thì múc nó tính bán thêm mà. Nói là nghe nói em mở cái shop online. Dạ đúng rồi. Mở lâu chưa em? Mới à. Mới là mấy ngày? Mới mấy ngày rồi. Mấy ngày em thấy sao? Khả quan không? Tình hình sao? Này mà không mới hay gì hết ta? Người ta ủng hộ mua nhiều không? Với lại em được khán giả cũng hâm mộ cho nên ủng hộ em cũng rất nhiều. Rồi có bán cái đồ nào mà big size hả, over size cho anh bận không? Dạ không. Có đồ nào cho anh không? Dạ, bán đồ đủ không à. Quay em ngoài em phải tặng anh cái áo cái quần. Không có nay mặc áo mới hả? Áo cũ à, cũ hả? Bận à. Vậy là phải bận quảng cáo thời trang luôn nha. Nay thời tiết rất là mát luôn. Hôm qua thì có ra quay không? Dạ không, không có ấm ai luôn á. Nghe Lệ Tú. Qua đi ăn đám giỗ. Bán quần áo online là phải bận đồ quảng cáo đồ lên. We'll be right back.
một cái xoay cái trần không cái xoay cái trần không rồi lấy bốn mắm cái đi lấy trần khác lấy hả 10.000 nó xoay gì lan ơi à đi con à, sơ mặn 18.000 một phần, bánh bột 18.000 một phần, à, bún mì xào cũng 18.000 một phần, à, bánh nước cần thì 6.000 một cái, chả giò 6.000 một cái. Đồ mặn các bạn, còn đồ chay giá khác. Ở đây bán đồ chay ngày mùng 1, 14, 15 và 30 âm lịch hàng tháng. Và ở đây các quán nghỉ ngày mùng 2 và 16 âm lịch. Nói em bán online thì khách người ta muốn mua thì sao? Dạ, tại vì em mới bán đó, là giúp cũng nhỏ, bèo khổ. Ví dụ mà mình đồ mình giúp rượu thì khách với bạn bè giới thiệu. Người ta liên lạc với em bằng cách chào. Dạ, inbox. Hả? Nhắn tin đó, tại vì em có đầu chế độ công khai đó. Nhắn tin đi đâu? Facebook hả? Nhắn tin Facebook hoặc là comment. Muốn mua cái đó khớp đó, em sẽ nhắn tin nhắn tin qua Messenger hoặc là comment trong kênh của anh. Rồi người ta muốn xem mẫu mã thì là sao em? Thấy á. À, em đang trang Facebook. Trang Facebook em là gì? Trần Ngô hả? Dạ 24.000. Sao bắt trước anh nhà anh Minh Ngô? 24.000. Hay cùng họ Ngô luôn à? Bà con không biết sao muốn chỉ đại bác bán không tới giờ tên lửa bán không tới luôn à, các bạn mua thời trang của Lệ Trân thì có thể liên lạc xem trên Facebook những cái mẫu mã ha, có thể là nhắn tin qua Messenger Facebook của Lệ Trân là Trân Ngô. À, em cũng mới bán mấy ngày thôi cho nên các bạn anh em bà con cô bác rồi ủng hộ giùm em nha. Trời hiện giờ đang đổ một cơn mưa rất là lớn nha các bạn, và chở bún mì xào thì khách hồi nãy mới bán những cái đợt khách thì hiện giờ thì đang vắng nha các bạn ha. Anh quay cái anh để nhạc vô, anh để nhạc piano vô, để rải vô. Slow motion. Trời mưa
cho nên cũng ảnh hưởng nha các bạn, khách cũng khó đến. Hồi nãy thì bán cũng mấy đợt rồi các bạn. Giờ này Lệ Chân sẽ nhường ngôi lại cho Lệ Hà về nhuộm tóc, không rồi là cạo râu cạo lâu chuyện bình thường. Hồi lúc mà tóc bạc kêu mình Hoàng Anh, giờ mình nhuộm đen kêu mình Thằng Chú. Cái đứa này kỳ lạ thiệt. Tóc bạc kêu Hoàng Anh, tóc đen kêu Thằng Chú. Thiệt tình. Lệ Hà rất giỏi nha các bạn. Lệ Hà nghỉ ngơi chút xíu là Lệ Hà ra bán. Chứ thật ra là Lệ Hà ở nhà là phụ mẹ rất nhiều, phụ làm những cái món ăn này nè các bạn. Lệ Hà ra là tới giờ đi cần đi. Sao không đổi tiền đâu anh, hỏi đi theo tiếng người không đổi hả? Đổi tiền đi, em đi theo anh quay nha. Em đổi 500 ngàn. Tiền 1 ngàn, 2 ngàn, đổi 500 ngàn. Đại ca ra rồi, coi chừng. Đó, rồi, thấy dùng cuối đi chung rồi. Đúng là đại ca ra rồi nha. Khách tới luôn. Khách tới kìa. À, trời bây giờ cũng tạnh mưa nha các bạn, nhưng cũng còn nhiễu hơi lắc rắc. Dạ, cảm ơn anh TV trước à. Anh này gửi tài khoản. Đá bên kia. Rồi lấy cái hộp luôn. Đây tổng cộng mấy hộp? Hộp 40 hộp hết rồi. Không có để cá nhân cũng còn 1-2 kg á. Nước tôm bò rất là ngon luôn. Mà xài son là chết luôn. Đúng rồi anh Tim Mười ơi. Dạ 42 nước hoa thì được. Lê Hà rất có gian buôn bán nha các bạn. Lê Hà ra là nó hầu khách tới. Sao nãy ông chồng ngủ tiếp đi. Sao ngủ được? Để hai đứa bán được rồi. Ở trong một cậu.
Gói xe mặn 15. Chị em bỏ vô hộp luôn được không? Xe mặn 18. Xe mặn 15 kìa em. Xe mặn 15. Ăn cay dữ vậy chị. Địa chỉ ở đây là số 254 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6 nha các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn vừa xem cái video của mình. Có lẽ mình xin kết thúc video ở đây và hẹn các bạn ở video sau nhé. Chào tạm biệt, bye bye các bạn, bye bye.